Đồng yên Nhật bật mạnh thì sẽ có tác động như thế nào tới thị trường chứng khoán các nước và VN-Index? Bên cạnh đó, hàng loạt chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có tác động như thế nào tới các ngân hàng thương mại trong tháng cuối cùng của năm? Đó cũng chính là những nội dung mà chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý nhà đầu tư, chúng ta đã bước vào tuần giao dịch cuối cùng của năm 2022. Vậy trong tuần giao dịch cuối năm này thì tình hình thị trường chứng khoán của các nước và Việt Nam thì có điểm gì đáng chú ý? Đó cũng chính là nội dung mà chuyên gia Nguyễn Đức Khang của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Trong tuần vừa qua thì chúng ta có thể thấy được đó là các thị trường ở châu Á thì đều có diễn biến khá là tiêu cực. Ví dụ như là thị trường Nhật Bản thì giảm 4,69%, thị trường Trung Quốc thì giảm âm 3,85%, thị trường Hàn Quốc cũng giảm gần 2%. Và duy nhất chỉ có thị trường Hồng Kông thì là tăng gần như tham chiếu tăng điểm nhẹ nhẹ với mức tăng là 0,73%. Thì để mà lý giải cho cái việc mà các thị trường châu Á có diễn biến khá là tiêu cực thì có thể kể đến cái thông tin, đó là thông tin của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, khi mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định là tăng cái biên độ của lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm lên gấp đôi, từ mức 0,25% lên mức 0,5%. Thì cái điều này nó cho thấy một điều, đó là Ngân hàng Nhà nước Nhật Bản đã dự kiến là có thể trong năm sau thì cái lợi tức của cái trái phiếu chính phủ của Nhật Bản này sẽ tăng lên, và cái điều này thì nó sẽ cho thị trường thấy được một cái tín hiệu, đó chính là việc gần như là có thể là đây là một cái nền tảng cho việc là Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ tăng lãi suất vào năm sau. Thì với việc là Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất thì cái lợi suất của trái phiếu chính phủ cũng sẽ tăng lên. Chúng ta có thể thấy được đó là tại sao cái điều này lại ảnh hưởng đến các thị trường khác như là thị trường Trung Quốc và thị trường Hàn Quốc. Thì có thể giải thích đó là vì chúng ta đều biết là chính phủ Nhật đã theo đuổi cái chính sách nới lỏng tiền tệ qua rất nhiều năm và duy trì mặt bằng lãi suất rất là thấp, thậm chí là lãi suất âm trong rất nhiều năm qua, cả thập kỷ qua. Và ngay cả trong thời gian vừa rồi khi mà Mỹ tăng lãi suất thì Nhật vẫn tiếp tục theo đuổi cái chính sách tiền tệ nới lỏng. Là điều này thì làm cho đồng yên của Nhật thì có cái mức gọi là trượt giá rất là lớn. Thì sau cái thông tin vừa rồi thì đồng yên cũng tăng giá, và nó làm cho các nhà đầu tư, những nhà đầu tư mà trong suốt cả thập kỷ qua khi mà họ tận dụng cái việc là môi trường lãi suất ở Nhật rất là thấp thì họ đã vay tiền ở Nhật và đem đi đầu tư của khắp các nơi trên thế giới để có cái tận dụng cái chi phí vốn rẻ. Vậy thì chính vì cái việc mà lãi suất sẽ tăng lên như vậy thì nó sẽ làm cho các nhà đầu tư có thể sẽ phải bán các khoản đầu tư trên thế giới đi và đem lại tiền để trả lại cho cái mà họ đã vay ở Nhật. Thì cái điều này làm cho thị trường chứng khoán tại Trung Quốc, Hàn Quốc cũng như Nhật Bản giảm rất là nhiều, đặc biệt là Nhật Bản giảm rất là lớn. Và chiều ngược lại thì thị trường Mỹ thì ở bên kia của bán cầu thì cũng có mức tăng nhẹ là 0,86%, khi mà trong tuần vừa qua thì chính phủ Mỹ cũng công bố cái tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 3 là mức 3,2%. Thì đây là một mức tăng GDP khá là tốt khi mà cả cái kỳ vọng của thị trường thì đang thấp hơn cái điều đó. Tuy nhiên nó cũng mang tính hai mặt, đó là khi mà GDP tốt như vậy thì cái rủi ro là việc Fed sẽ có thể vẫn tiếp tục tăng lãi suất nhiều hơn, ở cái mức độ cao hơn, khi mà thấy là dữ liệu về kinh tế vẫn đang rất là tốt. Còn đấy là về thế giới. Còn nếu chúng ta nhìn vào thị trường Việt Nam thì thị trường Việt Nam cũng có một tuần giao dịch không mấy là khả quan, khi mà chỉ số VN Index là giảm hơn 3% trong tuần vừa rồi, và cái giá trị thanh khoản cũng đã giảm khoảng 6% nếu mà chúng ta tính trung bình mỗi phiên, về mức khoảng 13.700 tỷ một phiên. Khi mà cái động lực của thị trường trong thời gian vừa qua đó là khối ngoại thì cũng đã giảm mua dòng từ mức 1.900 tỷ trong tuần trước, thì tuần này họ chỉ còn mua dòng khoảng 1.500 tỷ, giảm 21% so với cả cùng kỳ. Xét về các cái thông tin vĩ mô ảnh hưởng đến thị VN Index trong tuần qua thì có thể có một cái tin mà tôi nghĩ là ảnh hưởng nhiều nhất, đó chính là việc Ngân hàng Trung ương SBV thì đã quyết định là có một số động thái ở trên thị trường mở, đó là hút bớt tiền về. Chúng ta có thể thấy được đó là thanh khoản của Việt Nam đồng trong tuần vừa qua thì đã dễ thở hơn rất nhiều, và đã rất lâu rồi thì cái lãi suất gọi là lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã về mức dưới 4% trong tuần vừa rồi. Nó thể hiện một điều, đó là thanh khoản ở các ngân hàng thương mại thì đã dễ thở hơn, khi mà chỉ tháng trước thôi, hơn tháng trước thì cái mức lãi suất qua đêm có thể lên đến 5 đến 6%, thậm chí 7%. Thì cái việc mà thanh khoản đang dư thừa thì Ngân hàng Nhà nước đã quyết định là có một số động thái là hút lại tiền trở về. Và bên cạnh đó thì cũng đã ra một số cái chỉ thị mà tất nhiên là hiện tại thì mới mang tính chất là khuyến khích, đó là khuyến khích các ngân hàng thương mại là phải hạ lãi suất, cắt giảm chi phí và hạ lãi suất cho vay. Thì cái điều này thì tôi nghĩ là nó mang tính định hướng các ngân hàng thương mại nhiều hơn là một cái quy định gọi là cứng nhắc để gò ép các ngân hàng thương mại phải đi theo. Về cụ thể VN-Index trong tuần vừa rồi, chúng ta có thể thấy được khi mà VN-Index giảm âm 3%, hơn 3% thì hầu hết các cái nhóm ngành mà tăng điểm, chúng ta không có nhiều cổ phiếu tăng điểm. Tiêu biểu thì chỉ có VHM với mức tăng trong tuần vừa rồi chỉ vỏn vẹn là 1%, đóng góp 0,5 điểm cho VN-Index. Ngoài ra thì có Masan cũng tăng 1,6%, cũng đóng góp khoảng 0,5 điểm cho VN-Index. Và một mã mà khá chú ý đó là STB. Thì nhóm này vẫn được nước ngoài và rất nhiều nhà đầu tư quan tâm khi có một số thông tin liên quan đến vấn đề về sở hữu của doanh nghiệp thì khá là tích cực, khi khối ngoại cũng như là nhiều bên đã tham gia vào cái cổ phiếu này thì có mức tăng là 3%. Ngoài ra thì gần như chúng ta thấy được là các cái mã còn lại trong top đóng góp cho VN-Index đều là các mã vốn hóa vừa và nhỏ. Nó không có nhiều cái đóng góp lắm cho index. Ngược lại thì ở cái chiều giảm điểm, chúng ta thể thấy được hầu hết các mã trụ của thị trường thì đều nằm ở trong nhóm này. Đặc biệt có thể kể đến như là Hòa Phát. Hòa Phát như tôi đã nói ở các video trước, đó là một cổ phiếu mà dẫn sóng phục hồi lần này. Và ở mức giá loanh quanh khoảng 20.000, 19-20.000 này thì Hòa Phát gặp phải cái lực bán chốt lời rất là mạnh khi mà đã tăng khoảng tầm 6-70% từ đáy. Và Hòa Phát trong tuần vừa rồi thì đã giảm hơn 10%, đã lấy đi của VN Index khoảng tầm gần 3 điểm, 2,88 điểm. Bên cạnh đó là mã Vincom thì mà mức giảm là 5,6%, mức giảm của index hơn 3 điểm. Ngoài ra ở các mã khác cũng nằm trụ của thị trường như là GAS, Novaland, GVR cũng như là Techcombank, MBB. Toàn những cái mã ngân hàng hoặc là những mã bất động sản lớn ở trên thị trường thì đều có mức giảm khá là khốc liệt. Đặc biệt là Novaland, thậm chí là trong tuần vừa rồi còn giảm đến 17%. Ngoài ra thì SSI và cũng như là HVN thì tuần trước thì cũng là một tuần mà HVN có diễn biến khá tích cực, nhưng tuần này thì HVN khá là tiêu cực khi mà giảm đến hơn 10%. Thì đây cũng là cái điều mà làm cho VN-Index, những cái cổ phiếu này giảm điểm, làm cho VN-Index khó có thể có mức tăng điểm tốt. Nếu chúng ta nhìn một cách tổng quan hơn, khi mà chúng ta nhìn vào các nhóm ngành thì có thể thấy được đó là trong tuần vừa rồi gần như không có một nhóm ngành nào là có sự tăng điểm, mà hầu hết các nhóm ngành đều là giảm điểm rất là lớn. Và tài nguyên cơ bản chính là nhóm ngành giảm nhiều nhất với mức giảm là hơn 8%. Đấy, tiêu biểu như là Hòa Phát như tôi đã nói trên giảm hơn 10%. Nhóm tiếp theo là nhóm chứng khoán, dịch vụ tài chính, chứng khoán cũng giảm khoảng 8%. Hóa chất, xây dựng vật liệu cũng giảm nhiều. Bán lẻ thì tiêu biểu là như MWG thì cũng giảm khá làm cho nhóm này cũng giảm âm 4,8%. Chỉ có một số nhóm mà có mức giảm rất là ít hơn so với thị trường, đó chính là nhóm ngành thực phẩm và đồ uống với các cái mã như là Masan như lúc nãy tôi nói trên là tăng nhẹ, và một số mã như là Vinamilk, SAP, Sabeco thì những cái mã này có mức giảm ít. Thì chính vì vậy những cái nhóm ngành này không bị giảm điểm nhiều lắm so với cả thị trường. Nếu mà chúng ta nhìn tiếp về các cái bên giao dịch trên thị trường thì có thể thấy được đó là khối ngoại họ đã giảm cái tốc độ mua dòng trong tuần vừa rồi. Tuần vừa rồi họ chỉ còn mua dòng khoảng 1.500 tỷ so với cả tuần trước là khối ngoại mua dòng 1.800 tỷ. Về mặt tự doanh thì tự doanh có diễn biến tích cực hơn, khi mà chúng ta thể nhìn thấy rất rõ ràng đó là tự doanh sau nhiều tuần mà cái giá trị đóng góp của tự doanh ở trên tổng thị trường thì đều ở mức khá là thấp. Thì tuần này thì tự doanh đã mua dòng lên đến 924 tỷ. Đặc biệt hơn, chúng ta thể nhìn thấy rất rõ ràng đó là dấu hiệu của tự doanh tham gia vào các cái deal mà mang tính gọi là structure của doanh nghiệp. Như là trong 900 tỷ này thì họ mua dòng đến 1.200 tỷ của mã chứng khoán, đó là ngân hàng Eximbank. Chúng ta đều biết là Eximbank thì hiện tại đang có một cái gọi là cuộc thu gom cổ phiếu giữa các bên để nắm quyền sở hữu của Eximbank. Thì có thể thấy được đó là gần như là tự doanh một bên nào đó thì đã tham gia vào việc sở hữu cái này để có thể làm deal cho các bên, hoặc là họ thu mua lại để bán cho cái bên mà đang quan tâm đến muốn nắm giữ chi phối của ngân hàng này. Chiều ngược lại thì chúng ta thấy được đó là sau rất nhiều là tuần mà tự doanh mua Novaland thì tuần vừa rồi họ bán xong ra Novaland khoảng gần 270 tỷ. Và nếu mà chúng ta loại trừ được cái deal Eximbank thì lũy kế lại thì tự doanh tuần vừa rồi họ bán dòng là hơn khoảng 300 tỷ, khi mà lũy kế của Eximbank mua 1.200 và tổng lũy kế dòng họ mua dòng 900. Thì có thể nói là cái dữ liệu này nó cũng không phải là một dữ liệu tích cực, nó cho thấy là nước ngoài thì giảm mua, và tự doanh thì nếu mà nhìn trừ bỏ một số trường hợp đặc biệt ra như EIB thì gần như là họ vẫn đang đứng ngoài thị trường và đang duy trì trạng thái bán rong. Và chúng ta có thể thấy được điều đấy rõ hơn khi mà nhìn vào các cái bảng, gọi là bảng này của tôi đó là bảng các bên ở trên thị trường và các nhóm ngành, thì gần như là các nhà đầu tư cá nhân vẫn đang duy trì cái việc là bán rất là lớn trong bán ròng ở hầu hết các nhóm ngành trong suốt cả tuần vừa rồi, trừ nhóm ngành bất động sản thì họ mua dòng vào 217 tỷ. Còn lại thì họ bán rất mạnh ở các hầu hết các nhóm ngành khác, tiêu biểu như là ngân hàng 646 tỷ, thực phẩm đồ uống là 337, tài nguyên cơ bản là 261 tỷ. Ở chiều ngược lại thì các tổ chức trong nước họ cũng tham gia bắt đáy rất là nhiều cổ phiếu ngân hàng, với mức bắt đáy của cổ phiếu ngân hàng lên đến 1.700 tỷ. Còn ở phía tổ chức nước ngoài thì họ lại quan tâm nhiều đến các cổ phiếu về điện, năng lượng, dầu khí đốt, khi mà tổ chức nước ngoài mua dòng vào hơn 800 tỷ các mã ngành này. Tuy nhiên, tổ chức nước ngoài cũng là bên bán dòng 1.300 tỷ của ngân hàng. Nếu mà nhìn vào chi tiết các cái bảng ở trên thì có một trường hợp mà tôi muốn lưu ý, đó chính là việc tổ chức nước ngoài. Như ở trên chúng ta đã biết là tổ chức nước ngoài trong tuần vừa rồi thì họ mua dòng là 1.400 tỷ. Tuy nhiên, nếu chúng ta lại loại trừ tiếp một trường hợp, đó là họ mua dòng ở mã chứng khoán VPD với mức mua dòng là 784,8 tỷ. Tức là nếu mà trừ đi thì khối ngoại họ chỉ có mua dòng trong tuần vừa rồi là khoảng 700 tỷ. Tức là giảm rất là nhiều so với cả một mức 1.800 tỷ trong tuần trước đó. Thì có thể thấy được là trong tuần vừa rồi thì hầu như diễn biến nó của các bên trên tham gia thị trường thì cũng khá là tiêu cực, và nó phản ánh đúng với cục diện của thị trường khi mà VN-Index đóng cửa ở mức giảm khoảng âm 3%. Bên cạnh đó thì chúng ta nhìn tiếp về thị trường phái sinh thì có thể thấy được đó chính là việc khối tự doanh họ vẫn duy trì trạng thái sọt dòng hơn gần 8.000 hợp đồng, và chiều ngược lại là nước ngoài họ vẫn mua dòng trạng thái là long dòng 19.700 hợp đồng. Thì điều này có thể thấy được đó là nước ngoài mặc dù họ cái vị thế mua dòng của họ thì đã giảm đi, nhưng mà nhìn chung lại thì họ vẫn đang là một vị thế là mua dòng ở trên cơ sở và long dòng ở trên phái sinh. Thì đây là một cái tín hiệu gọi là có thể nói là khá là tích cực cho thị trường ở trong thời buổi hiện tại, khi mà các thông tin tích cực thì đang rất là hiếm. Nhưng chúng ta nhìn vào thì chưa thấy được cái sự đồng thuận ở các bên, đặc biệt là tự doanh, khi mà tự doanh trong suốt nhiều tuần vừa rồi thì vẫn hầu như là đang đứng ngoài và duy trì trạng thái bán ròng ở trên thị trường. Nếu có chăng thì chỉ nhìn thấy là trong hai phiên cuối tuần vừa rồi thì họ có đóng bớt một số hợp đồng sọt ở mức độ nhẹ, là họ đóng khoảng gần 1.700 hợp đồng sọt, thì lũy kế lại họ chỉ còn sọt dòng khoảng 7.800 hợp đồng mà thôi. Thì đây có lẽ là một trong những cái điều mà tôi nghĩ là nó phản ánh cái tâm lý của thị trường hiện tại, đó là hầu hết các bên thì sau khi VN-Index đã hồi phục rất là tốt từ mức đáy hơn 800 điểm thì hiện tại nó là hơn 1.000 điểm, và hiện tại thì cái 10 mức điểm này là một mức điểm mà VN-Index sẽ gặp phải cái sự kháng cự rất là lớn, khi mà cái áp lực chốt lãi với những người bắt đáy và những cái người mà sợ bị kẹp hàng ở vùng giá cao, khi mà bây giờ họ hòa vốn thì họ cũng sẽ bán ra để thoát khỏi vị thế. Thì hai cái nguyên nhân đó thì theo tôi chính là nguyên nhân lớn nhất làm cho VN-Index có diễn biến tiêu cực trong tuần vừa rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì bối cảnh chung là vẫn chưa có quá nhiều thông tin tích cực, và chúng ta thì phải hy vọng vào là tương lai sẽ có nhiều thông tin tích cực, thì lúc đó mới có thể nghĩ được là thị trường sẽ diễn biến tốt hơn trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn những thông tin rất kỹ lưỡng của anh Khang. Thưa quý vị, giống như anh Khang nói thì trong thời gian tới chúng ta sẽ còn phải tiếp tục theo dõi những diễn biến của thị trường vô cùng sát sao. Vậy thì quý vị đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Pinetree để chúng tôi giúp quý vị cập nhật những thông tin đó cùng những cái phân tích rất là sâu từ chuyên gia của chúng tôi. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên là công ty chứng khoán Pinetree vẫn đang cung cấp lãi suất margin thấp nhất trên thị trường hiện nay, và hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục là sự lựa chọn của quý vị trong năm 2023.